Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Thưa quý vị, một năm trôi qua quá nhanh. Một lần nữa, nhạc sĩ, thầy giáo Thế Vinh từ trường Hướng Dương lại trở lại với chúng ta tại San Diego để gửi đến quý vị chương trình Góp Lá Mùa Xuân lần thứ 3. Và thưa quý vị, bên cạnh đó là cô ca sĩ Thủy Tiên rất là khả ái của chúng ta. Và đặc biệt ngày hôm nay có một vị khách lần đầu tiên đến với VNTV, đó là tiến sĩ Võ Thị Hoàng Yến. Trước hết xin chào anh Vinh, Thủy Tiên và chị Hoàng Yến. Em chào chị Vân Anh, chào quý khán giả đang xem đài VNTV. Dạ, em chào chị Vân Anh và rất là vui một lần nữa lại đến với lại khán giả của VNTV cũng như là khán giả ở San Diego trong chương trình Góp Lá Mùa Xuân. Chào chị, kính chào quý vị khán giả của VNTV. Rất vui được quay trở lại San Diego sau 14 năm. Vâng, chị Hoàng Yến cũng đã một thời ở San Diego thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta bước vào chương trình của buổi thảo luận ngày hôm nay. Thưa quý vị, lần này là lần thứ 3 của chương trình Góp Lá Mùa Xuân. Và VNTV rất là có cơ duyên với lại Góp Lá Mùa Xuân. Lần nào mà anh Thế Vinh tới San Diego là chúng ta phải gặp, phải không anh? Lần nào tới cũng phải nhờ giả. Vâng, thưa quý vị, tưởng cũng nên nhắc lại. Như thường lệ thì mỗi năm anh lại trở lại California để tổ chức những chương trình Góp Lá Mùa Xuân với mục đích gây quỹ để Trung tâm Hướng Dương tiếp tục, cũng như là thầy giáo Nguyễn Thế Vinh tiếp tục có cái kinh phí để mà giúp đỡ cho các trẻ em khuyết tật và mồ côi tại Việt Nam. Thì trong năm vừa qua, anh Vinh, anh có thể cho quý vị khán giả được biết là sinh hoạt của Hướng Dương trong năm vừa qua như thế nào, cũng như là sinh hoạt văn nghệ của anh như thế nào? Dạ, những năm đầu thì em chỉ dám nuôi lớn lớn thôi, vì mình không biết cái sức của mình đi đường dài bao nhiêu. Nhưng mà sau khi mà qua bên này được sự giúp đỡ của quý cô bác, và em thấy tương đối ổn. Và bắt đầu năm vừa rồi là em đã nhận giúp các em cấp 1 và cấp 2. Năm vừa rồi em đem vô 18 em. Wow. Thưa anh, như vậy thì với quý vị khán giả, đây là lần đầu tiên xem cái chương trình của chúng ta ngày hôm nay, thì anh có thể một cách rất là sơ lược nhắc lại cái trường Hướng Dương của chúng ta. Tức là anh mang các em về để nuôi dạy thì anh phải đi khắp nơi, hay là các em có thể apply hoặc là nộp đơn đến để mà có thể trở thành thành viên của Hướng Dương, thưa anh? Dạ, trường lập được 8 năm và mục đích là để nuôi và dạy các em mồ côi và khuyết tật có điều kiện ăn học đến hết đại học. 8 năm qua thì trường đã giúp được 121 em, trong đó có 81 em đi thi đại học, thì 70 em đậu đại học và 11 em đậu cao đẳng. Còn cái chuyện mà đi tìm các em thì đầu tiên em tưởng là khi mình có cái chương trình như vậy thì các em sẽ về rất là nhiều, nhưng mà không phải. Vì em xin lỗi là cái lòng tin của những người dân Việt Nam với nhau bây giờ nó đã bị xuống thấp, nên em phải đi đến từng nhà để mà thuyết phục để mà nói chứ em là ai, rồi Hướng Dương làm cái gì, và nói cái kết quả đạt được, và phải đem theo cả đầy đủ giấy tờ để mà thuyết phục các em về với Hướng Dương. Còn có nhiều người thân đang nuôi dưỡng các em vẫn chưa tin nữa, phải tự động đi vô mà không cho mình biết. Rồi đi điều tra, đi hỏi hàng xóm xung quanh, hỏi hàng xóm xung quanh, hỏi cái trường này như thế nào. Rồi lúc đó mới cho vô. Thật ra người ta cũng kỹ để quan tâm con mình mà. Thưa quý vị, chúng ta nuôi dạy một đứa con mà có đủ cha mẹ đã là một điều khó rồi. Mà thầy Nguyễn Thế Vinh đi khắp nơi mang các em mồ côi khuyết tật đến nuôi, thì trong cái quá trình mà nuôi các em, mà dạy dỗ các em, chắc chắn là thầy Vinh sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Đó là chúng ta chưa nói về vấn đề tài chính, chỉ nói về vấn đề dạy dỗ các em thôi. Thì chắc chắn là cũng khó khăn lắm, phải không thầy? Nuôi các em ăn là một cái vấn đề khó rồi.
mà dạy cho các em biết cách ăn ở, biết cách đối xử với người khác thì một cái vấn đề khó khăn vô cùng. Dạ vâng. Vì Với lại mình nghĩ là các em nó đến, nó đang ở cái tuổi teen đó, cái dạ tuổi nó đang là cái đúng tuổi rồi, mà khó nó nhiều sự khó khăn, đồng thời nó chưa bao giờ sống ở trong cái môi trường tập thể. Các em đúng ở vùng quê nghèo mà, rồi. ở vùng quê thì sống đơn giản, chẳng hạn mọi thứ rất đơn giản, này vô một cái môi trường sống tập Tập thể phải thể sống như thế nào, phải phải đối có xử khuôn với nhau thế khổ nào đúng không nhỉ. thì cũng cũng là khó cho các em. Vâng. Vâng, thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta nghiệt ngã có thể xảy đến cho bất cứ một cá nhân nào. Và các anh chị ở đây trong chương trình Góp Lá Mùa Xuân là những người đã vượt qua những nghiệt ngã của số phận, không những là để cho mình có một chỗ đứng trong xã hội mà còn dùng cái khả năng của mình để giúp đỡ cho những em kém may mắn, những em mà mình đã là một lần nhìn số phận của mình qua các em. Với Thủy Tiên thì đây là lần thứ hai Thủy Tiên cùng với anh Nguyễn Thế Vinh để đến California cũng như là Houston để trình diễn trong chương trình Góp Lá Mùa Xuân. Thì Thủy Tiên có thể cho quý vị khán giả biết là cái cơ duyên của Thủy Tiên với Hướng Dương là cái điều gì mà Thủy Tiên rất là ủng hộ cho Hướng Dương một cách 100% như vậy. Bị dỗ kìa, Ví bị dỗ luôn. trước hết là phải nói là cơ duyên của em với lại anh Thế Vinh là năm 2003 đó thì theo như cái cách nói của anh Vinh chứ không phải em tự nói nha là anh Vinh đi vô trong hội quán thì ở trên sân khấu là nghe một cái giọng của một cái cô nào đó hát Bông Hồng Cài Áo là đã thích rồi, nước ở trong cái gốc cây dưới cái tán cây gì đó để nghe thì cô đó là em nha. Là kết rồi. Thì sau đó thì em tham gia cái cuộc thi hát nhạc Trịnh ở hội quán thì anh Vinh lại nói là đi thi đi chắc em đậu. Lúc đó nhát lắm, không dám đi thi. Dạ, thật ra không phải nhát mà là tự vì đi thi trước đó nhiều rồi không muốn đi thi nữa, em cũng đạt nhiều giải chứ không phải là rớt nhiều mà không thi. Thì anh em bắt đầu từ cái buổi bắt chuyện của anh Vinh đó là nói là em đi thi đi em sẽ có giải, nếu mà có giải thì bao danh ly chè gì đó, thì cái bắt đầu anh em mới cái thân lại với nhau sinh hoạt ở trên hội quán. Thì sau đó thì hai anh em đều mê nhạc Trịnh, thì có những cái chương trình là luôn khi mà hai anh em luôn là cái hình ảnh của anh em người đàn người hát, thì khi nhắc tới anh Thế Vinh thì hay nói về em, thì Thủy Tiên khi nói Thủy Tiên thì hay nói về anh Thế Vinh. Rồi anh em cũng chia sẻ với nhau nhiều điều, khi mà anh bắt đầu có cái ý định thì thật ra anh về anh dạy cho một hai học trò ở dưới Bình Dương là em đã biết rồi. Thì khi mà anh nói là ta muốn mở một cái trường như vậy ở dưới Bến Cát thì thật sự lúc đó em cũng cũng có nhiều cái âu lo. Em cũng có nói với anh Vinh á, là nếu như mà anh làm ở ngay tại giữa Sài Gòn á, thì những cái cơ hội cũng như những cái mạnh thường quân hoặc là những cái người tình nguyện thầy giáo cô giáo sẽ về với anh rất là nhanh, và thậm chí những cái hỗ trợ ở ngoài người ta về trung tâm Sài Gòn thì người ta đến anh rất nhanh. Anh về Bến Cát Bình Dương thì chạy tới 1 tiếng rưỡi xe thì nó có những cái khó khăn khác, nhưng mà thật sự thì anh có những cái ý của anh nó cũng cũng hay, là để các em nó ở cách xa trung tâm nó cũng tập trung để mà ăn học, Đúng nó rồi. không bị những cái chèo kéo khác của cái nơi đô thành. Dạ thì em mấy năm đầu á, thật sự rất là sốt ruột với lại anh thầy, bởi vì Anh thầy. anh đứng dạy toán lý hóa luôn chị, có nghĩa là mùa thi nào là anh cũng xanh xao tiều tụy và thi xong là gần như là đổ bệnh đó, là tụi đi giải toán lý hóa mà các em nó học trường công xong buổi chiều tối về là bắt đầu ông thầy luyện cho mấy em nó, mà luyện xong là bắt đầu cầm cái roi đúng không Không, gà trống nuôi 100 con, dạ gọi là gà trống nuôi đi trăm để con coi đứa nào mà có những đứa nó siêng quá mà nó học hoài nó thức khuya quá cũng phải bắt nó đi ngủ, còn có những đứa nào mà nó ngủ hoài nó không chịu dậy buổi sáng là phải lùa nó dậy gọi là vừa làm cha vừa làm mẹ vừa làm thầy, rất là sốt ruột gà trống với trăm ảnh. con Mà để rồi thấy thì cho tới nay thì 8 năm rồi, cái thành quả của anh thầy thật Vinh vẫn sự còn sống vẫn còn sống mà vẫn còn có khả Dạ năng, vâng. kiếm được nuôi được cô vợ nữa mà chưa có cô nào thôi, anh còn nhiều khả năng lắm. Vâng, thưa quý vị, lần thứ hai Thủy Tiên trở lại với San Diego của chúng ta chắc chắn là sẽ có rất là đông quý vị đã yêu mến giọng hát rất là ngọt ngào, rất là truyền cảm của cô. Và đặc biệt nữa lần này thì có sự góp mặt của một khuôn mặt cũng rất là trẻ, rất là có tài, thưa quý vị. Chúng ta gọi cô là tiến sĩ Võ Thị Hoàng Yến. Yến có thể cho quý vị khán giả của VNTV có thể biết một chút xíu về mình, cuộc đời của Yến cho đến lúc mà
Yến có cái bằng tiến sĩ, và bên cạnh đó thì thưa quý vị, chúng tôi cũng biết là Hoàng Yến cũng là một người rất là yêu âm nhạc, cho nên cô cũng sẽ là người đàn guitar và góp mặt trong cái chương trình Góc Lá Mùa Xuân sắp tới của chúng ta tại San Diego, đó là chủ nhật ngày 8 tháng 4 sắp tới. Mời Yến. Em thì ban đầu em cũng không có nghĩ gì cả, từ nhỏ thì mình cũng có bị chọc ghẹo, lúc mình đi học ở làng quê thì bị chọc ghẹo nhưng mà cũng không để ý, cứ nghĩ là con nít thì nó ghẹo mình. Đến lúc học đại học ra trường, lấy cái bằng cử nhân kinh tế rồi đi làm thì mới thấy rõ là không ai chấp nhận cho mình việc làm cả, thì mình mới nhận ra rằng họ phân biệt đối xử với người khuyết tật. Cho nên lúc đó trong đầu vẫn ấp ủ là mình có được một cái tổ chức của người khuyết tật để hỗ trợ cho nhau, và mong muốn là làm thay đổi cái cách nhìn đó của xã hội. Thì lúc đó thì em cũng mong như vậy thôi, nhưng mà em không biết là mình sẽ làm cái gì và làm như thế nào. Thì đến năm 2001, quỹ Ford đó, họ có tạo cái cơ hội học bổng cho những cái người ở những cái nước mà còn nghèo đó, để được sang Mỹ hoặc là đi bất cứ nước nào học, để những người đó sẽ quay trở về hỗ trợ cho cộng đồng của mình. Thì em mới nộp cho cái học bổng này, và em là một trong 18 người ở Việt Nam và một trong 95 người trên khắp thế giới được chọn cho chương trình học bổng này. Thì lúc đó em mới chọn Đại học Kansas để em học, là bởi vì em nghe có một ông giáo sư, ổng là một cái trung tâm nghiên cứu về người khuyết tật rất là nổi tiếng ở Mỹ, cho nên em mới sang đó em học. Học thì gặp đúng ra cái ông thầy và ổng nhận làm advisor cho em luôn. Thì sau đó ổng mới nói là mày học tốt thì tao sẽ offer mày luôn cái học bổng đại học tiến sĩ. Thì khi em học thì ra thì kết quả học của em rất là good. Hiện giờ là cái nghiên cứu của em đã được ông thầy ông sử dụng, ông lấy thêm tài trợ cũng khoảng $1 triệu của chính phủ Mỹ để làm thành một cái chương trình training online tại trường Kansas. Thì ông là người offer em tiếp cái học bổng đại học tiến sĩ, nhưng mà lúc đó lãng mạn lắm, nói với thầy là thôi thầy để con về con lập cái trung tâm con hỗ trợ cho người khuyết tật, sau 3 năm con bàn giao lại thì con sang Mỹ con học tiếp tiến sĩ. Nhưng mà khi em về em làm cái trung tâm thì bắt đầu hoạt động nó nở rộng ra. Đầu tiên làm ở tại Sài Gòn, nhưng mà sau đó bắt đầu nở rộng ra hỗ trợ cho người khuyết tật ở cả miền Nam, những cái tỉnh ở miền Nam của Việt Nam luôn. Cho nên không đi được, tức là công việc càng lúc càng nở ra thì nó nhiều quá, không đi học được, đến nỗi là giờ chồng ổng phải sang Việt Nam để thăm. Rồi sau đó thì khi mà em gửi một cái em nhân viên của em sang Mỹ học Master về Social Work, em nó quay trở về thì em mới nói là thôi bây giờ em phải làm để chị đi học, chứ để càng lớn càng khó đi học. Thì lúc đó là chính phủ Úc họ lại có học bổng, thì em apply thì em được cái học bổng lãnh đạo của chính phủ Úc. Thì lúc đó em mới nói với em đó là thôi quản trung tâm cho em đi học 4 năm. Thì lúc đó em mới sang Úc học, và em mới cũng vừa về khoảng 1 tháng nay thôi. Bằng tiến sĩ có nghĩa là PhD phải không? Dạ. Dạ vâng. Thưa quý vị, đó người ta cứ nói là đó là cái đam mê đó phải không quý vị? Chị Hoàng Yến từ chối cuộc sống ở bên Mỹ với tất cả những cái thuận tiện cho chị tiến thân để trở về Việt Nam phục vụ. Đôi khi chúng ta nghĩ tại sao mà phải chọn như vậy, nhưng mà phải có những cái đam mê đó, phải có những cái thôi thúc đó thì thực mới ra, có những người đứng ra làm phải không chị? Thực ra lúc đó em nghĩ em cũng có đấu tranh chứ, tự nhiên nghĩ là mình được ở lại vào một cái job offer ở Washington DC nữa. Chắc chắn chị sẽ có cuộc sống tốt hơn. Lúc đó em muốn suy nghĩ, nhưng mà em nghĩ là người gửi tiền về thì có thể sẽ nhiều, bởi vì ai cũng có thể sẽ đóng góp một chút để gửi về, nhưng mà người trực tiếp làm thì sẽ ít và khó. Nên em nghĩ là mình là người đồng cảnh, mình là người khuyết tật thì có thể mình sẽ dễ dàng hiểu, thông cảm và giúp cho người khuyết tật nhất. Cho nên em quyết định là thôi mình sẽ là người làm cái điều đó. Và đây là lần đầu tiên mà chị cùng góp tay với lại anh Nguyễn Thế Vinh trong chương trình Góp Lá Mùa Xuân phải không chị? Dạ, là lần đầu tiên. Dạ. Tại sao? Thực ra là 3 năm làm kia thì lúc đó là em đang ở bên Úc, em đang học PhD. Có bị dụ nữa không? Thực ra ngay từ ban đầu em là người định dụ Thế Vinh. Lúc đó là em định là em tổ chức một cái gala âm nhạc lớn. Lần đầu tiên có một cái gala âm nhạc như vậy cho người khuyết tật ở Việt Nam. Và lúc đó em đi tập hợp tất cả những cái bạn mà có gọi là có tài năng luôn đó để làm một cái đêm nhạc biểu diễn chỉ toàn các bạn khuyết tật của các dạng khác nhau. Thì lúc đó là truyền hình trực tiếp luôn. Và cái tên của đêm nhạc đó là Giới Hạn Là Bầu Trời. Thì lúc đó em đi tìm hai bạn này để mời hai bạn này về tham gia chương trình, và đồng thời em dụ dỗ Thế Vinh. Tại lúc đó em có một cái idea, em nói là mình sẽ làm một cái nhóm nhạc nhỏ rất là gọn, chỉ cần hai cái guitar thôi và cái bộ trống gõ nhỏ, chỉ cần 3 đến 4 đứa thành lập cái nhóm. Thì cái nhóm này có thể sẽ đi biểu diễn khắp nước hoặc khắp thế giới để thứ nhất là gây quỹ cho học bổng cho các bạn khuyết tật, thứ hai là để nâng cao nhận thức để làm cho mọi người thay đổi cách nhìn về người khuyết tật,
Thì lúc Thế Dinh mới nói với em là em đang có cái ý định làm cái trường, cái trung tâm, thôi chị cho em 3 năm đi. Em cuối cùng rồi bây giờ là Làm 8 cũng năm 3 rồi năm. cũng chưa thấy nó xong. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt của chương trình văn nghệ của anh Thế Vinh cũng như là Thủy Tiên và các anh chị em mà cộng tác với anh Thế Vinh. Thưa quý vị, chương trình tại San Diego năm nay sẽ được tổ chức tại nhà hàng Lee's Garden vào ngày Chủ nhật sắp tới 8 tháng 4 năm 2018. Và mọi chi tiết được quý vị có thể những cái tấm vé tham gia, chúng tôi có cái số điện thoại và tất cả những chi tiết trên màn ảnh để quý vị có thể gọi, đó là gọi cho chị Phương Anh 858-231-1647, Việt Ly 619-609-86214 và anh Minh Tuấn 858-204-7809. Thưa quý vị, chương trình Góp Lá Mùa Xuân sẽ được được tổ chức tại 4 địa điểm. Chương trình tại miền Nam California được tổ chức tại Nhật Báo Người Việt thì đã xong rồi vào ngày Chủ nhật, Chủ nhật phải không em? Dạ đúng rồi, 25 tháng 3 vừa qua. Và sau cái chương trình của San Diego thì chúng ta sẽ có một cái chương trình nữa ở miền Bắc California, đó là tại San Jose vào ngày thứ 14 tháng 4. Em thấy chị nhớ giỏi không? Giỏi. Còn một chương trình cuối cùng nữa là tại Houston, được sự tài trợ của Hội Văn hóa Khoa học. Dạ đúng. Hàng năm quý vị có bạn bè ở tại San Jose cũng như là ở tại Houston thì có thể thông báo đến cho bạn bè để đến với anh Nguyễn Thế Vinh. Chúng ta đến để bắt tay anh. Cảm ơn anh đã làm dùm cho chúng ta cái công việc này, và cùng chúc cho Hướng Dương càng ngày càng thành công hơn. Và bây giờ đến đây thì chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm. Nhạc phẩm gì anh? Dạ, một tình khúc của nhạc sĩ Ngô Thị Miên. Thưa quý vị sẽ được thưởng thức ngón đàn thật tuyệt vời của anh Nguyễn Thế Vinh cùng với cái kèn harmonica mà quý vị sẽ không có thể nào mà thưởng thức ở bất cứ nơi nào khác. Chỉ có anh Nguyễn Thế Vinh thôi phải không quý vị? Một lần nữa tại San Diego của chúng ta vào ngày Chủ nhật 8 tháng 4 tại nhà hàng Lee's Garden, một cái địa điểm rất là quen thuộc của cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại San Diego. Con cũng cảm ơn
quý cô bác cũng đã thương và giúp đỡ thầy trò con trong những năm vừa qua, và mong cô bác đến để có một buổi nhạc nho nhỏ và muốn gửi lời tri ân đến quý cô bác. Dạ. À, Thủy Tiên cũng mong là lại được gặp nhiều cái khán giả để ấp cái khán phòng của cái đêm nhạc, để cho anh em nghệ sĩ cũng như ban tổ chức theo cảm thấy là mình làm việc được vui vẻ, được sự đồng tình của nhiều người, và cầu mong là trong cái công việc của anh Vinh sẽ là một cái công việc dài hơi mà, và cho nên là rất mong và luôn mong là mọi người luôn ủng hộ anh để mà anh có khả năng nuôi và tiếp tục ủ những cái mầm non để cho mùa xuân tới nở hoa. Dạ. Dạ vâng chị. Thực ra thì em mong rằng các cô chú các anh chị đó, khi mà mình muốn đóng góp cho một cái chương trình tốt đẹp nào đó thì mình luôn mong là cái lòng của mình đến được đúng nơi đúng chỗ. Thì em nghĩ là Thế Vinh và Hướng Dương là một cái nơi đúng chỗ đúng người. Còn mặt nếu mà chọn mặt để gửi vàng thì mong là các cô chú anh chị hãy gửi đến cái chỗ của Thế Vinh, và một cái nơi mà chắc chắn khi mình gửi rồi mình không có bao giờ sẽ hối tiếc hay là mình bực bội là cái niềm tin của mình bị phản bội. Châm nghe không bằng mắt thấy, mời quý vị đến với Chủ nhật 8 tháng 4 sắp tới, và chúng tôi xin được kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng một nhạc phẩm với anh Thế Vinh hay là chị Yến. Dạ, Yến đàn đi. Bài gì? Dạ, một bài. À, kỳ này thì Dạ. chị Hoàng Yến sẽ đàn guitar và Dạ. anh Thế Vinh sẽ thổi kèn phải không anh? Dạ, em ké Và rồi. Thủy Tiên sẽ hát Dạ phải không em Thủy hát. Tiên? Dạ. Bài này em hát với chị được nè. Bài gì vậy Thủy Tiên? Thương nhau ngày mưa. Thương nhau ngày mưa, một sáng tác của Dạ, Nguyễn Trung Cang. Nguyễn Trung Cang. Như mưa ngày nào thấm ướt vai em, như mưa ngày nào khuất lấp sau đêm, thương em ngày nào khóc ướt môi mềm. Thương nhau thật nhiều, tiên mây tiên yêu, cho nhau trọn tình dẫu có điêu linh, xa nhau cho đời vẫn nhớ thương nhau. Khi mặt trời vắng bóng, khi lời nguyện khuất lấp, nghe lạc loài tiếng sóng sao mỏi mong. Giọt buồn nước mắt, mưa ngày ngùng héo hắt, thương người về buồn xa trên đường xa. Bao là tình cho giờ này nuối tiếc, thương nhiều rồi cũng cách xa mà thôi. Mưa từng ngày thiết tha, mưa bàng hoàng xót xa, còn mưa mãi giữa bơ vơ đắm trong mây. Ngày nào thấm ướt vai em, như mưa ngày nào khuất lấp sau đêm, thương em ngày nào không ướt môi mềm. Thương nhau thật nhiều, tiếc mây tiếc yêu, cho nhau trọn tình dẫu có điêu linh, xa nhau trọn đời vẫn nhớ thương nhau. Mặt trời vắng bóng, khi lời nguyện khuất lấp, nghe lạc loài tiếng sóng sao mỏi mong. Như giọt buồn nước mắt, mưa ngày ngùng héo hắt, thương người về buồn xa trên đường xa. Bao là tình thắm thiết cho giờ này nuối tiếc, thương nhiều rồi cũng cách xa mà thôi. Mưa từng ngày thiết
thiết tha vượt bằng hồn xót xa còn mưa mãi giữa bơ vơ đắm trong mơ như mưa ngày nào thấm ướt vai em như mưa ngày nào khuất lấp sau đêm thương em ngày nào không ướt môi mềm thương nhau thật nhiều tiếc mấy tin yêu cho nhau trọn tình dẫu có lưu linh xa nhau trọn đời vẫn nhớ thương nhau thương nhau thương nhau lắng nghe của quý vị và các bạn và xin thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp quý vị trong chương trình Góp Láo Mùa Xuân tại San Diego vào Chủ nhật 8 tháng 4 năm 2018 tại nhà hàng Lee's Garden bắt đầu từ 4 giờ chiều. Xin thân ái chào tạm biệt. Yeah, xin chào.